theo ra. Cẩn thận. Ngươi đang làm cái gì vậy? Dừng lại mau. Cũng như những phù thủy khác thì Daxi là khách quý của nữ hoàng đó. Chiếc gương thần. Không. Trời, Brandon. Cô đã làm gì anh ấy hả? Ra khỏi lâu đài của ta ngay. Được thôi, nhưng thay vào đó ta sẽ lấy cái này. Nếu muốn lấy lại, ngươi có thể tìm ta ở thế giới cuốn sách huyền thoại. Không. Chị Stella. Em sẽ quay trở lại Brandon. Em phải lấy lại chiếc vương miện cái đã. Không, chờ đã. Phép thuật Queen's Mythis. Stella, tiên nữ của ánh mặt trời. Mình ở đâu đây? Thật là khó tin. Mình chưa bao giờ nghĩ là Solaria được liên kết tới một nơi cổ kính và kỳ bí như vậy. Mình phải xem xét nơi này mới được. Xin chào mừng. Tôi là Adriadne, người trong giữ mê cung này. Thứ mà bạn tìm đang ở trong kia. Nhìn đẹp đó. Cô biết không, mặt nạ đang là mốt của năm nay mà.